Cách hạn chế béo phì vì thức khuya thường xuyên. Phần 1. Thức khuya dễ gây cảm giác đói cồn cào. Thay vì nạp vào những thực phẩm nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ thì bạn có thể thay thế bằng các loại thực phẩm lành mạnh như trái cây tươi, ngũ cốc, hạt, trà thảo mộc. Những loại thực phẩm trên sẽ giúp bổ sung thêm dưỡng chất và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể, vừa giúp bạn giảm cơn đói vừa giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. Bạn cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm chức năng để tăng cường bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể, chống lại cơn đói khi thức khuya. Chẳng hạn như những sản phẩm từ đông trùng hạ thảo sẽ giúp cung cấp cho cơ thể các dưỡng chất cần thiết mà không gây tăng cân. Đông trùng hạ thảo có chứa lượng calo tương đối thấp nên không gây béo phì khi sử dụng. Thành phần của đông trùng hạ thảo còn chứa nguyên tố chrome, chất có tác dụng ngăn ngừa sự tích tụ của mỡ thừa và đốt cháy chất béo có trong máu. Hoạt chất codeine của đông trùng hạ thảo giúp ngăn ngừa béo phì bằng cách kiểm soát hệ vi khuẩn có lợi của đường ruột, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.